Mưa ngớt hạt, bà con khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị nháo nhác đổ ra hai bên bờ sông Hiếu tìm kiếm những con bò bị lũ dữ cuốn trôi trong đêm ngày 13 tháng 11. Trong số các hộ dân có bò bị mưa lũ cuốn trôi, gia đình ông Nguyễn Văn Triều và bà Phan Thị Lý ở thị trấn Cam Lộ bị ảnh hưởng nặng nhất với 56 con bò bị cuốn trôi. Từ sáng sớm nay 14 tháng 11, ông Triều cùng anh em họ hàng và bà con hàng xóm tất tả đi dọc dòng sông Hiếu tìm bò, còn bà Lý ở nhà trực điện thoại báo tin của người dân trong vùng tìm bò giúp. Bà Lý buồn rười rượi kể, mưa to, nước sông lên nhanh nên gia đình không kịp trở tay. Tầm 15 giờ chiều 13 tháng 11, lũ sông Hiếu dâng cao, gia đình bất lực không thể qua sông lùa đàn bò về. Khoảng 20 giờ tối, người dân phát hiện đàn bò trôi giữa sông nên chạy về báo tin. Lập tức, cả nhà đi tìm đàn bò, nhưng do mưa lớn, nước lũ chảy xiết và trời tối nên việc tìm kiếm không có kết quả. Cả đêm qua, gia đình không thể nào chợp mắt, chờ trời nhanh sáng để đi tìm. Nhìn đàn bò trôi giữa dòng lũ sông Hiếu, nhiều người chảy nước mắt vì đó là một tài sản lớn của người dân ở đây. Ngoài gia đình bà Lý, một số hộ khác tại thị trấn Cam Lộ cũng có bò bị lũ dữ cuốn trôi, như gia đình Nam bị trôi 6 con bò, đã tìm được 5 con. Anh Kỳ bị trôi 4 con, đã tìm được 2 con. Anh Tương bị trôi 3 con nhưng chưa tìm được con nào. Ông Trần Viết Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cam Lộ cho biết, địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng phối hợp với gia đình triển khai công tác tìm kiếm. Đồng thời, phát thông báo trên hệ thống loa trong toàn thị trấn cũng như các địa phương lân cận để thông tin về đàn bò bị cuốn trôi. Với sự giúp đỡ của người dân trong vùng và ở thành phố Đông Hà, cách Cam Lộ hơn 10 km, cùng với lực lượng chức năng, hiện gia đình ông Triều đã tìm thấy và đem về nhà được 32 con bò, trong đó có một